Đất Dòng là dụng đất pha cát trải dài nối liền từ phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành đến xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Nơi đây còn nức tiếng là vùng quê chuyên trồng nhãn có lịch sử tồn tại dài trăm năm tuổi của tỉnh. Do vậy, khi có bất cứ dự định chuyển đổi đối tượng cây trồng nào, nhà nông cũng ít nhiều ngần ngại, không biết giống cây đó có thể lớn được trên vùng đất Dòng. Vậy mà cách đây 3 năm, đã có một nhà nông mang về dung trồng trên vùng đất này một giống cây mới. Hiện cây giống ấy không chỉ lớn mà còn trưởng thành như một chàng trai khỏe mạnh, mang sức sống mới về vùng nông thôn ngoại thành. Chúa Sắp Nghệ là mô hình cây trồng anh Lưu Minh Lợi ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, có duyên mang về đất vườn nhà đã được 3 năm. Từ lúc ban đầu anh Lợi chỉ định xin vài cây về trồng ăn chơi, nay mô hình này đã mang về cho gia đình anh nguồn thu phấn khởi. Lúc đầu là xin về có hai bụi nhỏ xíu vậy à, cây con có nó cỡ này vậy nè, đó bắt đầu về trồng thử. Trồng thử bắt đầu trồng ở ngoài trước đó là chỗ cái bên hông nhà đó. Trồng lên trái nó bự, nó to mà nó ngon. Mới bắt đầu đem ra trồng dài chỗ sau nhà. Sau nhà xong rồi bắt đầu mới thấy bán được nữa, mới đem ra ngoài này trồng luôn. Trồng nếu mà thị trường mà bán được nó, đất ở đây thì nhiều, mình đầy thiếu gì trồng. Bán được là ngon lắm. Tại ký nó tới 15.000. Bây giờ mình một buồng chuối nhiều nhầm buồng lớn là nó khoảng 15 kg. Buồng 15 kg, buồng được 200 mấy ngàn rồi. Thông thường một buồng là được bao nhiêu nải? 8 nải, 9 nải, 10 nải luôn cũng có nữa. Nhiều ha. Đúng rồi. Bán đầy vậy đó chứ mình nông thôn mình bán rẻ hơn. Tại vì nhiều khi mình thấy ra ngoài mình mua 25 ngàn/kg. Nhưng mà mình ở nông thôn mình bán 15 ngàn thôi. Đó, với cái sản phẩm của mình bán mình được nhiêu được mình đâu có sợ đâu. Nó thí dụ mình vú 3 đêm mới đem ra bán được. Rồi mình cứ nhắm từ từ mình thấy dù mình bán ngày được mười mấy 20 kg gì đó thì mình canh theo đó mình vú từ từ. Cái này nó 2-3 đêm nó mới ăn được chứ không phải là đúng vô là ăn liền được đâu. Phải là để cho nó dịu xuống hả? Để trong cái thùng giấy á, rồi xong lấy mền rồi đậy lại cho nó nóng lên là nó chín. Đậy vô chừng 3 đêm là bán được. Nó quanh năm suốt tháng mình có chuối bán lai gai hoài luôn đó, nó không có đứt đoạn. Tại vì cái bắp này vừa hết là bắp kia nó lên tới rồi. Là cứ mình quanh năm suốt tháng mình bán suốt luôn. Không có lúc nào mà ngưng hết. Chứ có ngưng cũng 1-2 ngày, 2-3 ngày là bắt đầu có chuối bán lại. Giờ anh trồng nó trên diện tích là bao nhiêu? Diện tích ở đây là 1.500 m². Vậy là cái này gọi là làm chơi ăn thiền. Đúng, có nghĩa đúng. Là lúc đầu thật ra anh cũng không phải là làm chơi, nó là chỉ là mang về ăn. Đúng rồi, ăn. Chồng để giờ. Hồi đó lúc trên làm trên phố mới về đó là về đây là đâu có biết làm gì đâu. Bắt đầu có chồng này chồng kia làm bậy bạ vậy đó. Rồi xong rồi thấy được thì mình làm nhiều. Sau 11 tháng trồng, chưa sắp nghệ cho thu hoạch. Thấy chất lượng chuối ngon, dẻo, ngọt, lại ít người trồng nên anh Lợi quyết định mở rộng diện tích. Từ 2 cây trồng chơi ban đầu, nay vườn chuối của anh Lợi đã phát triển lên 1.500 m². Với quy mô như thế này, có thể nói là hiếm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là ở xã Vĩnh Trạch Đông. Và cũng từ chữ hiếm ấy đã làm cho sản phẩm bất đắc dĩ của nhà anh Lợi ngày càng được nhiều người dân trong vùng biết đến hơn. Từ đó đã tạo cho anh Lợi niềm đam mê tìm hiểu. Trước là trồng cây ổi Đài Loan với cây chuối già Nam Mỹ, nhưng mà thấy nó không có hiệu quả. Còn hiệu quả mới trồng lại chuối này với cái dàn nhà lưới hồi xưa cũng có dây bên hội nông dân đó. 2 năm rồi cũng dây 30 triệu. Làm mà vụ ổi mà làm nhà lưới cho ổi đó, nó không có hiệu quả. Lúc đầu mình làm ổi thì nó không hiệu quả, thế là mình sẽ chuyển sang cái mô hình này. Đúng. Nhưng mà nếu mà mình muốn về lâu dài đương nhiên mình cũng phải học kỹ thuật đúng không? Thì cái đó là mình phải học hỏi như thế nào, tại vì cái này giống như là mình tự phát, mình tự tìm tòi. Lúc mà mình nhiều khi lúc rảnh thì mình có tìm hiểu trên mạng. Nhưng mà thấy nó rất là đơn giản, không gì mà thực tế là nó cây này nó không bị sâu bệnh, không bị cái gì hết. Không thuốc, không có gì hết trơn, chỉ có bỏ chút đỉnh phân thôi. Phân, nhưng mà phân của nó thì giá hay cao. Tại vì
mỗi lần bỏ là một bao, hơn một bao phân đó, hơn một bao phân là 1,000,000 mấy. Hơn bao phân cho 1,500 m². Đúng rồi. Thì bao lâu mình định bỏ phân lần? Có khoảng 3-4 tháng mới bỏ một lần. Yeah. Nhiều khi 5-6 tháng luôn, tùy theo mình coi cái chuối mà phát triển mà nó kém thì mình bỏ. Yeah. Đó cứ để nhà bán lại gài lại. Thí dụ mình bán lẻ 15,000 ký, nhưng mà những người ta mua là 5-7 ký, 10 ký cho nó lột bán đó, thì mình tính 12,000. Yeah. Đó mình tính bớt cho nó chút đỉnh vậy đó, nặng cho nó lột nó bán. Ngày đốn buồn hai buồn vậy đó, cứ để lại gài bán vậy đó, buồn hai buồn cứ đốn. Cái nào chín thì bắt đầu đốn vô để vậy đó. Nhiều khi ngày 3-4 buồn luôn. 1,500 m² mà một ngày có mấy buồn thôi hả? Đúng rồi, nhưng mà nó quanh 5-6 tháng mà. Nó cứ xây chuyển hoài, mình có hoài luôn, không có ngày nào. Yeah. Rất là tốt. Theo anh Lợi cho biết, chuối sáp nghệ hoàn toàn không khó trồng, không tốn nhiều công chăm sóc. Chỉ cần dung thêm ít đất thịt vào gốc, khoảng 3-4 tháng, hoặc tùy vào độ phát triển của cây mà người trồng có thể bón thêm ít phân. Điều thuận lợi hơn nữa là cây chuối sáp không hề có sâu bệnh. Em có một cái thắc mắc là không biết làm sao mà cái vườn chuối của mình là mình phải tỉa hết trơn như vậy anh, để cho nó thoáng hay là để như thế nào? Để cho nó thoáng là những cây, cái mấy cái lá trên đó nó già đi, mình phải tỉa bỏ để cho mấy cái chuối con này là nó vượt lên. À. Chứ để nó tùm quá nó lên không nổi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Chứ em tưởng nó lại sẽ mất sức sống của cây. Không có sao chứ. Yeah. Mấy cái mình tỉa hết này là chuẩn bị đốn rồi đó. Yeah. Đó là mấy cái già nó không ảnh hưởng gì hết trơn á. Là chuẩn bị đốn xuống bán rồi đó. Yeah. Để chừng nào khi nào nó vàng, nó chín nó vàng lên là mà đốn. Ừ. Đốn là chín cây không à, chứ không có đốn về mà để vú. Chừng nào nó chín cây mới đốn xuống vú bán. Ừ. Nó mới đủ cái độ ngọt của chuối. Cái chất lượng của mình bán mà không ngon thì mai mốt mình cũng bán cũng cái đầu ra của mình khó ra. Mình cũng phải lấy cái chất lượng của mình chứ. Yeah. Dạ. Chuối sáp thì mình có mấy loại? Có 2 loại. Yeah. Chuối sáp nghệ với chuối sáp trắng. À. Cái trắng này nó không có độ ngọt, cái nghệ mình có độ ngọt. Dạ. Yeah. Em cũng có thưởng thức thì em thấy trong nó có màu vàng, thì em mới đầu em cũng không biết là nó có 2 loại. Em nghĩ là khi nào trái nó chín thì nó mới có màu vàng trong, nhìn nó cũng có 2 loại ha. Tại vì nhiều khi cũng lúc mà có thử cái mình để thiệt là chín đó, xong mình đi hấp xong mà trái chuối nó hay bị nhão. Hay bị nhão xong mình bỏ vô ngăn lạnh của mình. Dạ. Rồi nó gom lại, nó tuôn cái mực ra, giờ mình thấy rất là ngon. Dạ. Nên hấp chứ đừng có luộc, luộc là nó bé nhạy ra hết. Dạ. Nó luộc xong bắt đầu bỏ thứ lành ăn từ từ, nó cũng rất là ngon. Dạ. Nó tươm mực ra. Dạ. Bây giờ thăm quan xong á thì dạ, ở trong nhà có kêu bà xã luộc mấy nải chuối để hồi để cho mấy cô với mấy anh đồ này vô tham quan đó, rồi ăn thưởng thức coi nó ngon như thế nào. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Chuối sáp nấu chín có chất dinh dưỡng rất giống với khoai tây, giàu calo và chứa nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin A, C, B6, magie, kali. Nếu mà mình muốn lựa một cái nải chuối để mà ngon, vừa đủ cái độ của nó ngon để mà mình có thể luộc mình ăn được á, thì mình nhìn như thế nào anh? Nhìn làm sao mà trái chuối nó vừa vàng hết, nó vàng đều hết, thì luộc thì nó ngon, nó yeah, vừa dẻo mà nó vừa ngọt. Nó vàng như thế này nè, yeah, nải chuối nè, là vừa ngon vừa dẻo nè, yeah, nó ngọt. Còn nếu mà nó hơi sống chút xíu á, thì luộc, có nhầm người ta thích. Sống thì ăn nó dẻo hơn nhưng cái độ ngọt nó không có. Đem đi hấp thì cái độ dinh dưỡng nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Yeah. Ngọt hơn cái luộc. Hấp là nó không có bị nước. À, nó không bị nước không vô. Bị nước nông vô. Yeah. Là cái trái chuối nó ngọt hơn trái chuối mà mình luộc. Yeah. Bây giờ là 1 ký là mình bán được bao nhiêu tiền? 1 ký là bán 15,000. Dạ, 15,000 là tươi. So mà là chưa có luộc qua. Đúng rồi, chưa có luộc qua. Để gì là mình bán là 15,000 đó. Chứ sống gì đó. Một hoài mà vừa có khoảng 10 ký. Dạ. Nó tùy theo hoài chứ không có hoài nào như hoài nấy. Dạ. Nó nhầm hoài nó 10 mấy ký, nhầm hoài nhỏ nhỏ cũng 7-8 ký cũng có. Mình thu hoạch được khoảng 1-2 hoài cứ thế là đúng rồi, cứ thế rồi, cứ bán ngày nào cũng có bán vậy đó. Ngày 300-400 ngàn là chuyện bình thường. Đúng rồi. Dạ. 200-300, 200-300, 400 mà vô chân. Vậy là cái khoản này mình cũng chi tiêu rồi. Chi tiêu đúng rồi. Đúng rồi. Kiếm chợ bố rồi được rồi đó. Dạ. Cái khoản này. Nhà nông của mình mà cứ mỗi ngày được có cái ra vô như vậy thì quá hay. Đúng rồi. Do trong chuối sáp có nguồn protein và chất béo thấp, vì vậy chuối sáp đại diện cho một phần của chế độ ăn cân bằng, lành mạnh, tương tự như nhiều loại ngũ cốc. Như vậy, xét về mặt dinh dưỡng
công chăm sóc và cả lợi nhuận, thì cây chuối sáp là đối tượng đầu tư lý tưởng của nhà nông. Tôi ăn cái chuối sáp á, thì ở đây là hoàn toàn là sản phẩm sạch, không sử dụng cái thuốc gì, mà nhưng mà ăn vô rất là bảo quản cho sức khỏe. Cái chuối sáp này, cái mô hình này phát triển rất là đẹp, thích hợp với những người nông dân. Hồi trước giờ là mình ở khu vực này mình có trồng mô hình chuối sáp chưa? Chưa, tại vì cái chuối sáp là cái mô hình đầu tiên thì mới có phát triển ở đây thôi, là cái mô hình của đại thôi. Nhưng mà tôi thấy quan điểm của tôi xuống đây là tôi tham quan cái chuối sáp rất là có lợi cho nông dân. Một, chi phí ít, không có thuốc sâu, rồi cái công cán là chăm sóc rất là khỏe. Thì tôi ý kiến là tất nhiên là cấp trên thì cái này là cái đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì, chỉ có là cái chuối sáp này vốn liếng thì nó không được cao, thì nông dân có thể là có khả năng trồng, mà nhưng mà cái đầu ra nếu mà một thời gian cái mô hình này trồng nhiều thì đòi hỏi là làm phải cho là sao mà cho là cái đầu ra được, thì nông dân ở đây hăng hái là trồng. Thời gian vừa qua là tình hình phát triển của hội viên nông dân xã là tương đối ổn định, thì hiện nay là hội nông dân đã vận động người dân là xây dựng được nhiều mô hình, như là mô hình là trồng táo trong nhà lưới, rồi mô hình nuôi lươn, rồi mô hình là trồng chuối sáp, rồi mô hình nuôi gà vườn. Thì hiện nay là trên xã có một mô hình trồng chuối sáp của anh Lưu Minh Lợi, thì đối với ở địa phương này là cái mô hình này là mới, mà tuy nhiên thì mình bước đầu mình nhìn nhận là thấy nó cũng hiệu quả. Thì qua đây thì chỗ hội nông dân cũng để sẽ tuyên truyền phát động nhân dân sẽ nhân rộng cái mô hình này. Riêng về cái mô hình này thì chỗ anh Lợi là cũng có nhu cầu là về nguồn vốn, thì hội là cũng sẽ tranh thủ với cấp trên tìm nhiều nguồn kinh phí để cho hỗ trợ nông dân để nhân rộng cái mô hình này. Hội sẽ vận động nhân dân thì tùy theo cái kinh tế của mình sẽ là tìm nguồn rồi để mà là sản xuất cho nó phù hợp, rồi là cái tìm cái nhiều cái kênh thông tin để mình là cung cấp hàng hóa của mình. Định hướng thời gian sắp tới thì hội nông dân sẽ là thực hiện cái chuyển đổi số, sẽ đưa cái sản phẩm của người dân lên cái sàn giao dịch điện tử do hội nông dân của thành phố kết hợp với bưu điện tỉnh. Mình sẽ vận động người dân là đưa cái sản phẩm lên sàn giao dịch đó, để thông qua đó để quảng bá sản phẩm của địa phương để cho người dân trên địa bàn xã cũng như là của thành phố và các đơn vị bạn để biết để mình quảng bá cái sản phẩm của mình. Riêng về cái chuối sáp là một sản phẩm tiềm năng thì bước đầu thì tôi nhận thấy cũng như thế. Nói chung là mình nhìn là cái mô hình này là mới, rồi cái về sản phẩm là nó cũng tươi đẹp, chất lượng ngon dẻo, thì nếu mà thời gian tới thì tranh thủ địa phương sẽ tranh thủ với cơ quan chuyên môn để coi cái sản phẩm này nó đưa lên coi có đạt đủ tiêu chuẩn để đạt sản phẩm OCOP. Ngày nay trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, bên cạnh những hộ dân vẫn còn trụ được với nghề trồng nhãn, còn có những mô hình mới được nhà nông đưa vào áp dụng. Trong đó, trồng chuối sáp là một trong những hình thức chuyển đổi mà bà con cũng như hộ nông dân địa phương đang hướng đến.